vậy? Chị vào tháng 5 mà. Nhưng mà bây giờ chỉ mới tháng 4 thôi. Thái ăn đi. Thái cảm ơn em. Được Thái ăn nè. Giống như mẹ. Một chút thôi, nhưng không sao, mình quên vậy. Gì đang xảy ra trong đây vậy? Hôm nay tụi em bắt chước mẹ đó. Nhưng mà bạn không phải là mẹ. Mẹ, mẹ, mẹ sẽ thấy. Mẹ thật sẽ trang điểm. Mẹ. Mẹ ơi. Ah!
À, tụi em là những người mẹ. Mẹ mình biết cách ăn mà. Không những vậy, mẹ mình còn phải biết cách trang điểm. Mẹ biết nấu ăn. Nấu ăn cơ đấy. Lau mặt đi nào mẹ. Em có thể lấy một cái mặt nạ không? Không có mặt nạ gì hết. Nấu ăn, chỉ nấu ăn thôi. Nấu nướng. Được thôi. Wow, chúng mình giống như những người mẹ. Chúng mình có thể nấu ăn. Một chút sữa nào. Mẹ đã làm điều này. Nó bắt đầu ổn rồi đó. Wow, chúng ta quên trứng rồi. Chúng ta có thể nấu nướng. Chúng ta như những người mẹ. Đang nấu ăn sao? Tụi em đang nấu ăn. Không không không. Cái này. Nấu nướng. Không 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 không. Nóng 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 nóng. Chúng ta phải cẩn thận coi chừng nóng nha. Sẵn sàng. Chúng mình giống những người mẹ. Đúng vậy, bây giờ bạn giống mẹ rồi. Vâng. Thưởng thức nào. Thật khó để mà làm mẹ. Wow, lễ tình nhân. Dễ thương quá. Morty cũng có một lễ tình nhân với một cún con nữa nè. Sẽ có luật chơi. Chúng mình có hình khối. Mia màu vàng, còn của mình màu đỏ. Còn của mình màu xanh lá. Cùng chơi nào. Em đi trước. 4. Đến mình. Mình nhận được một món quà. Đó là một hình thú unicorn. Wow. Là bong bóng. Wow. Mình yêu gấu Teddy. Đến lượt mình. Số 4. Quà. Wow.
đấy. Mình thấy rồi, nó là tiên cá gà tây. Wow, người rơi. Thưởng thức. Cảm ơn A Jim. Chúc mừng ngày lễ tình nhân mọi người. Chạm biệt. Hãy like video thích và đăng ký kênh của bọn mình. Tạm biệt.